Ngọc Thơ thời báo chấm D Kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin tác hại của việc định hướng lòng yêu nước ngày 7 tháng 6 Afa có bài bình luận về chính trị xã hội Việt Nam khi lòng yêu nước bị định hướng hình ảnh bài trên afa afa nhắc đến bài viết với tựa đề không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước được đăng trên cổng thông tin điện tử của ban Tuyên giáo Trung ương Hôm 6 tháng 6, có nhiều đoạn khẳng định hùng hồn về tinh thần thi đua yêu nước trong những thập kỷ qua tại Việt Nam. AFA dẫn lời nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già hôm 7 tháng 6 cho rằng, yêu nước là điều bình thường của các dân tộc trên thế giới chứ không chỉ riêng gì của Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già nói: "Tôi bác bỏ cái gọi là thi đua yêu nước, bởi vì khi đặt ra phong trào thi đua yêu nước thì sẽ dẫn đến chuyện tranh giành Tôi cho rằng lòng yêu nước thông qua cái gọi là phong trào thi đua yêu nước đã bị lòng ghép tính chính trị. Tuy nhiên khi tính chính trị hóa lòng vào tình yêu nước thì sẽ có những hậu quả khôn lường và tôi cho rằng nguy hại không có cách gì sửa chữa. Theo ông già, hậu quả rõ ràng nhất là sau 1975 đến nay đã gần nửa thế kỷ mà Việt Nam vẫn còn là một quốc gia sơ sát về nhân cách với lòng thù hận ngút ngàn và sự chia rẽ xã hội trầm trọng. Ông nói, từ hậu quả của lòng yêu nước định hướng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì cho tới ngày hôm nay Việt Nam chưa bao giờ có sự thống nhất nhân tâm. Hình ảnh tác hại của bệnh thành tích, một trong những hậu quả của thi đua yêu nước. AFA dẫn lời một bạn trẻ ở Việt Nam cho biết, mình nghĩ là đa số sinh viên hay các bạn trẻ ở Việt Nam hiện nay khá bàn quan với chính trị, việc lo lắng hiện giờ của họ là việc học đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hoặc hội thanh niên thì mình nghĩ những tổ chức này hoạt động nhưng không hiệu quả lắm cũng bình luận về đề tài này ifa dẫn lời cựu trung táo quân đội vũ minh trí khái niệm thi đua chỉ tồn tại dưới chế độ xã hội chủ nghĩa còn những nước khác tôi thấy họ không có khái niệm thi đua mà người ta vẫn phát triển tác dụng của nó tại thời điểm hiện nay chưa thấy ở đâu nhưng mặt hại của nó là rất lớn Ông Trí nêu ra một ví dụ về tác hại, đó chính là bệnh thành tích. Căn bệnh này không chỉ không có lợi cho xã hội mà còn gây ra những tác hại khủng khiếp, nhất là trong ngành giáo dục. Thậm chí nó còn dẫn đến bạo lực học đường và tạo ra những thế hệ không có khả năng tư duy độc lập. AFA cho biết 75 năm trước, ông Hồ Chí Minh từng đưa ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 1948 và dẫn nhận xét của giáo sư Nguyễn Đình Cống. Các phong trào thi đua hồi năm 1948 tạo ra là để động viên tinh thần cho người ta làm việc tốt hơn bởi vì hồi đó không có một cái quyền lợi vật chất gì cả, lương bổng thì cũng rất ít. Động viên để người ta làm việc bằng hai, bằng 3, xong rồi người ta sẽ được bình bầu là lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua hay anh hùng đơn vị. Điều ấy dùng trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ. Chứ còn bây giờ trong nền kinh tế thị trường mà anh vẫn còn dùng cái động lực ấy thì nó không đúng. Giáo sư Cổng cho rằng cái thi đua hiện nay là một trò biệt bợm nhiều hơn là thực chất. Hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc bị đàn áp trong nhiều năm. Còn nhà báo Nguyễn Ngọc Già thì nhận định tôi cho rằng hiện nay đang có một vấn đề nghiêm trọng trong ban giao với Trung Quốc. Bằng chứng là những ngày vừa qua Trung Quốc quậy phá ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng hầu hết tôi thấy không một phản ứng gì từ phía người dân. Đó là câu trả lời cho lòng yêu nước đã bị chính trị hóa từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì thực tế những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây có cái kết là người dân bị đàn áp, bị đánh đập, bị bắt bỏ tù và ai cũng sợ hết. Đó là sự thật, người dân bây giờ co cụm lại. Theo ông già, hiện nay kinh tế suy thoái, công nhân thất nghiệp hơn nửa triệu người, cuộc sống rất khó khăn mà họ xới lại lòng yêu nước thì theo ông chắc chắn thất bại, AFA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin tác hại của việc định hướng lòng yêu nước. Có phải Việt Nam luôn học theo Trung Quốc? BBC Tiếng Việt ngày 6 tháng 6 có bài Đảng Cộng sản Việt Nam học gì từ các chính sách của người đồng chí Trung Quốc? Phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Công Tùng, Nghiên cứu viên sau tiến sĩ Viện nghiên cứu chính trị thuộc Academia Sinica, Đài Loan. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là đã và đang học theo nhiều chính sách của Trung Quốc nhưng có sự cân nhắc và điều chỉnh từ lợi thế quốc gia đi sau. Hình ảnh bài trên BBC. BBC đặt câu hỏi, hiểu được chính sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể giúp dự đoán được định hướng sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không. Tiến sĩ Tùng cho rằng Giống như các nước dân chủ, các nước xã hội chủ nghĩa cũng có năng lực học tập lẫn nhau trong quá trình điều hành và quản lý đất nước, trong đó mục tiêu cuối cùng là bảo vệ chế độ. Đảng Cộng sản Việt Nam quả thực đã học tập rất nhiều kinh nghiệm, hoặc thậm chí là bắt chước cách làm từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ phong trào cải cách ruộng đất đã làm tại miền Bắc vào những năm 1953, 1956 cho đến cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra hiện nay. Tuy nhiên theo tiến sĩ Tùng có một số điểm đáng lưu ý ở đây. Thứ nhất, thông thường Việt Nam sẽ quan sát và nghiên cứu kỹ những chính sách của Trung Quốc và cân nhắc xem liệu các chính sách đó có thể áp dụng tại Việt Nam hay không. Chính vì vậy, thông thường sau khi một chính sách đã được Trung Quốc thực thi một vài năm thì một chính sách tương tự mới được triển khai ở Việt Nam. Ví dụ như cải cách ruộng đất tại Trung Quốc được thực thi ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền kiểm soát Trung Quốc vào năm 1949, nhưng ở Việt Nam mãi đến năm 1953 mới bắt đầu tiến hành tại miền Bắc. Chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2016, 4 năm sau khi chiến dịch đã hổ diệt rồi do Tập Cận Bình khởi xướng năm 2012. Thứ hai, do học tập kinh nghiệm hoặc bắt chước cách làm từ Trung Quốc, nhìn chung giúp Việt Nam có lợi thế đi sau, tránh được một số sai lầm mà Trung Quốc mắc phải. Tuy nhiên, nhiều chính sách tương tự đã được thực hiện ở Việt Nam không triệt để và quyết liệt như ở Trung Quốc. Thứ ba, không nên cho rằng Việt Nam bắt chứa 100% các chính sách cách làm từ Trung Quốc, bởi lẽ nội tại hai đảng Cộng sản có những bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước tồn tại rất nhiều khác biệt. Các chính sách được áp dụng tại Việt Nam thường linh hoạt và thực dụng hơn so với các chính sách tương tự tại Trung Quốc, hình ảnh ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng. Tiến sĩ Tùng cho rằng, bảo vệ chế độ là mục tiêu tối thượng của cả Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, phải nhấn mạnh rằng việc học tập kinh nghiệm quản lý và điều hành đất nước từ Trung Quốc của phía Việt Nam là hoàn toàn tự nguyện và tự nhiên. Đặc biệt trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay vẫn luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình của Mỹ và các nước phương Tây, nên có thể thấy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thấy yên tâm hơn khi học tập mô hình quản lý, quản trị từ Trung Quốc. Tiến sĩ Tùng đồng ý với nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tương đối dân chủ hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Tiến sĩ Tùng, điều này xuất phát từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Thứ nhất, có sự khác biệt lớn về quyền lực nhà nước, về năng lực kiểm soát, cưỡng chế và đàn áp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quyền lực nhà nước của Việt Nam không thể sánh bằng với Trung Quốc. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến năng lực kiểm soát xã hội của Việt Nam không được bao quát và triệt để như phía Trung Quốc. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Việt Nam được cho là dân chủ hơn Trung Quốc. Thứ hai, mức độ hội nhập quốc tế của Việt Nam rất sâu rộng. Với việc ký kết 15 hiệp định thương mại tự do FTA cả song phương và đa phương để được hưởng những ưu đãi khi tham gia một số FTA, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một số nhượng bộ nhất định, đặc biệt trong vấn đề nhân quyền, quyền lao động, nghiệp đoàn. Quá trình hội nhập quốc tế này đã vô hình trung khiến Việt Nam trở thành dân chủ hơn so với Trung Quốc. Thứ ba, Việt Nam đã thực hiện một số cải cách chính trị trong những năm qua, cho phép dân chúng tham gia mạnh mẽ và tích cực hơn trong quá trình thảo luận và hoạch định chính sách khiến Việt Nam dân chủ hơn Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Có phải Việt Nam luôn học theo Trung Quốc? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d